Rồi xin lên sóng giao lưu anh em một phôi chuối rất là lùng lực nha anh em. Cụ đế bầu bỉnh này. Cụ đế rất là bầu nha anh em. Cây này nặng 60 bơ nha anh em nha. Chi chốt thun thét nè. Cây có cái hình cụ bề nó là 150 nha anh em. Cây rất là đẹp anh em. Chiều cao 140, hình cụ bề là 150 nha anh em. Cũ nó bù ra nè, để chạy sợi hết. Rồi qua đây. Dạ yeah, thân cốt đó. Đây có cái thân tử này nha anh em. Kho này nặng 60 khiên nha, rơi vào khoảng tầm là gần 300 kg nha anh em. Anh em nào hợp thì liên hệ nha. Chào anh em.